chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á thứ nhất kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai đây. Cho tới nay có 3 vụ án đang rất nóng, đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu và vụ đăng kiểm. Vụ Việt Á đã kéo đổ ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, vụ chuyến bay giải cứu đã kéo đổ ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng thường trực. Cả hai ông kể trên đều là ủy viên Bộ Chính trị. Vậy vụ đăng kiểm sẽ kéo đổ ai đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Cho đến giờ, vụ án đăng kiểm chỉ mới là giai đoạn bắt bớ các trạm đăng kiểm cấp cơ sở. Chức vụ to nhất bị bắt là hai vị cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, một người đương kim cục trưởng, một người cục trưởng chưa một cá mập nào phải ngã nhào vì vụ việc này cả. Vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam đã nói rằng vụ án ở Cục Đăng kiểm có thể ví như Việt Á thứ hai. Ông Tô Ân Sô là phụ tá trong Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tô Ân Sô nói là lời nói của Tô Lâm chứ không phải ai khác cả. Đây là hình ảnh vụ Việt Á kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi họp báo này, ông Tô Ân Sô nói cho biết tính đến nay cơ quan điều tra tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm. Đây có thể ví như vụ Việt Á thứ hai, con số bị can chắc chắn sẽ không dừng lại bởi các tỉnh tiếp tục làm. Ông Sô nói và cho biết vụ việc tại trung tâm đăng kiểm có 3 mảng chính, trong đó mảng kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ thời gian qua đã được các địa phương thông tin khá đầy đủ. Theo như ông Tô Ân Sô đánh giá, vụ án này là vụ án Việt Á thứ hai, thì hứa hẹn nó sẽ kéo đổ một nhân vật tầm cỡ nào đó. Tầm cỡ như thế nào mới đáng có thể so sánh với vụ Việt án thứ nhất? Thì đấy mới là điều mà dư luận đang bàn. Vụ Việt Á thứ nhất đã kéo ngã một trụ trong tứ trụ. Vậy vụ Việt án thứ hai phải kéo thêm một trụ nữa trong tứ trụ thì mới có thể so sánh ngang bằng cho được. Đây là hình ảnh vụ Việt Á thứ hai sẽ kéo đổ ai đây? Thực ra chính phủ là nơi quản lý các bộ, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Y tế bao che cho Việt Á và Cục Đăng kiểm là liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải. Ông cựu chủ tịch Phúc bị lột chức là do có liên quan đến sai phạm của ông Phúc thời còn làm Thủ tướng Chính phủ. Phải nói rằng cả 3 vụ án trên đều xảy ra sai phạm liên quan đến hai đời Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị kỷ luật thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên làm điều tương tự với ông Phạm Minh Chính. Vậy thì không khó để dự đoán là Cục Đăng kiểm sẽ liên quan đến ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, trụ Thủ tướng là trụ có thực quyền, chứ không phải là trụ hữu danh vô thực như trụ Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Kéo ngã được ông Phạm Minh Chính là ngoài khả năng của ông Tô Lâm, tuy nhiên với ông Nguyễn Phú Trọng thì trụ Thủ tướng cũng phải dè chừng. Vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng ép ông Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường, mặc dù lúc đó thực lực của Nguyễn Tấn Dũng không hề yếu. Vậy nên trụ Thủ tướng hiện nay cũng không phải là bất khả đánh đổ đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến cung đình tại Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp diễn đến hồi rất gay cấn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang còn nhiều âm mưu tham vọng lớn. Thành tích đá bật gốc một trụ tứ trụ giữa nhiệm kỳ cho ông Nguyễn Phú Trọng sự hưng phấn không hề ít. Hiện nay trong tứ trụ thì có 3 trụ là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trụ Chủ tịch Quốc hội cùng một phe. Còn lại trụ Thủ tướng, không biết ông Phạm Minh Chính có rút ra bài học gì từ Đại hội 12 khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị đánh bật gốc hay không. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính chưa bị lung lay. Vụ án Cục Đăng kiểm chỉ mới bắt đầu, liệu nó kéo đổ một trụ trong tứ trụ như vụ Việt Á hay không thì chúng ta còn phải chờ. Bởi chỉ lật được chân trụ hữu danh vô thực chưa chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Vụ Việt Á thứ nhất kéo đổ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Á thứ nhì kéo cổ ai đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nấp dưới chướng đảng, báo chí chính thống, đói mèo dầu,
phận nô bộc như bị trói tay. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, khi đó, chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã ban hành Nghị định số 70-2021 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181-2013 quy định chi tiết về thi hành một số điều luật của luật quảng cáo. Theo đó, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google buộc phải gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo vi phạm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là hình ảnh chính quyền điện tử cuống cuồng tìm mọi cách chống phá lại thế lực báo chí tự do. Đây là cách mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố tình đánh vào những kênh thông tin trái với chủ trương của Đảng Cộng sản. Tờ Thời báo .d cũng là một trong những nạn nhân của nghị định này. Tuy nhiên, dù cấm các doanh nghiệp Việt Nam quảng cáo trên các kênh này thì vẫn có những doanh nghiệp khác chám vào vì sức hút của các kênh rất lớn. Quy tắc nước chảy về chỗ trũng, những kênh cung cấp thông tin mà người dân muốn nghe bao giờ cũng hút được lượng người xem nhiều hơn những kênh chỉ tối ngày ca tụng đảng. Không ai thích lời nói của kẻ nô bộc chỉ biết vâng dạ, mà người dân cần nghe những ý kiến thẳng thắn nhắm vào những yếu huyệt của chính quyền. Tờ Thời báo .d và rất nhiều báo chí mạng xã hội và truyền thông tự do đã tuyển lựa biên tập viên có khả năng phân tích chính sách để phục vụ nhu cầu chính đáng của khán giả. Tất nhiên, lời lẽ thẳng thắn nên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như thấy chói tai là điều khó tránh khỏi. Ngoài hạn chế về quảng cáo, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ép kênh YouTube, Facebook phải chặn những kênh nói thẳng, nói thật với chế độ tại khán giả ở Việt Nam không thể xem. Và Thời báo .d cũng đã bị chính quyền chăm sóc rất kỹ khi mà các bản tin được phát đi luôn bị họ yêu cầu các mạng xã hội chặn ở Việt Nam nhằm làm giảm sự tương tác của truyền thông tự do. Mục đích của truyền thông tự do Thời báo .d là nói những cái xấu của chế độ để họ sửa cho tốt hơn. Nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chứng nào tật nấy, quyết không sửa, mà lại điên cuồng ngăn chặn tương tác và thậm chí phá hoại các kênh, các trang web một cách không sạch sẽ gì. Đây là hình ảnh báo chí nô bộc thì khó mà hút được sự quan tâm của người đọc trên các mạng. Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về kinh tế báo chí và hoàn thiện chính sách pháp luật về báo chí. Chủ trì cuộc họp có ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Theo sự thú nhận của hai cơ quan này, thì các cơ quan báo chí đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn, doanh thu quảng cáo sụt giảm nghiêm trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát 159 cơ quan báo chí trong 2 năm đại dịch, doanh thu đều giảm, doanh thu các đài phát thanh truyền hình năm 2021 cũng giảm 10% so với năm 2020. Nhiều người đặt kỳ vọng vào doanh thu từ thu phí nội dung báo điện tử, song vẫn cần thời gian để có nguồn thu này bền vững và dường như nó ngày một không khả thi. Hiện nay cả nước có 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, 127 tờ báo, 673 tạp chí, 72 cơ quan phát thanh và truyền hình. Báo chí tự do trên thế giới thì vẫn sống tốt, mà tại sao báo chí quốc doanh lại bị điêu đứng vì quảng cáo sụt giảm đến như vậy? Có người cho rằng nguyên nhân là tin tức định hướng không trung thực, không hấp dẫn. Chẳng ai thèm đọc báo Nhân dân, báo VTV, báo VOV và Thông tấn xã Việt Nam cũng như vậy. Vì nó quá sơ cứng, nó giật một ngôn ngữ tuyên giáo, nhàm chán để đánh lừa người xem. Khán giả cần biết góc khuất, không ai muốn xem mặt nạ loè loẹt của ban tuyên giáo chỉ đạo cả. Và tin tức kém hấp dẫn nên quảng cáo sụt giảm là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa được xem là tổng biên tập cho các tờ báo của Việt Nam. Báo chí tự do bị nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn chặn, phá hoại, nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn muốn quảng cáo trên các kênh này vì sức hấp dẫn khó cưỡng của báo chí tự do. Trên đời không ai muốn nghe lời những tên nô bộc, không ai muốn nghe những lời xu nịnh cả. Người ta cần lời thẳng thắn nhất, đó là giá trị mà các tờ báo tự do đang xây dựng. Nếu không bị ngăn cản và phá hoại, e rằng báo chí nhà nước không có cửa cạnh tranh đối với báo chí tự do. Muốn các tờ báo bội thu thì chỉ có thể là tự do báo chí, cởi trói cho báo chí, được phép tự do phê phán chính sách sai lầm của đảng mỗi khi họ có. Như vậy thì báo chí mới hấp dẫn trở lại được người đọc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin nấp dưới trướng đảng, báo chí nhà nước đói meo dầu, phận nô bộc như bị trói buộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.